lưới rút đêm nha anh em. Ghe dài tầm 20 mấy mét nha anh em ơi, hơn 20 mét nha. Sáng nay có nhiều ghe tàu xuất bến cho nên là mình quay một số ghe tàu lưới quay đêm cùng với ghe tàu ở tại cảng cá cho anh em xem. Có mấy chiếc mành chụp của Bình Định vô cảng Phú Lạc, Phú Yên nè anh em. Cảng Phú Lạc trước kia là xây để phục vụ cho ghe tàu địa phương là chính. Nhưng mà cái sự tiện lợi của cảng cũng là thu hút rất là nhiều ghe của Bình Định mành chụp lưới quay đêm, các cái lưới quay đêm mà lưới trong đèn anh em. Vô cảng Phú Lạc rất là đông, mình chụp loại lớn cũng vào cảng Phú Lạc khá là nhiều. Đó, quay cho anh em xem mình chụp vô con cá này. Mình chụp quá mới quá đẹp luôn, 99389. Anh em nào biết chủ tàu mình chụp này thì bình luận phía bên dưới quà dòng cho anh em biết thêm nha anh em ơi. Đây có thêm chiếc mình chụp nữa, cân ké sông xuống dưới khu vực dòng sông neo nè anh em. Lòng sông của cảng cá Phú Lạc rất là đẹp nha anh em. Cảng cá nằm ngay cạnh cửa biển và bên cạnh mấy cái quách núi. Quay lên cảnh nhìn rất là đẹp. Mình chụp này của Phạm Toàn, hôm bữa mình có quay ở dưới biên của vùng Trà Né và mình có gặp ảnh ở trên cái vùng Cam Ranh. Bữa nay gặp mình chụp của Phạm Toàn vô cảng Phú Lạc nữa, cảnh mình chụp đầu bên cạnh quách núi rất là đẹp. Mình có quay cảnh ở cảng cá cùng với cửa biển Phú Lạc là một số anh em cứ tưởng là ở những cái khu vực khác, nhưng mà đây là cái khu vực của Phú Lạc nha anh em. Anh em một số anh em tưởng là ở khu Cam Ranh, một số anh em là tưởng ở khu Mỹ Tân, nhưng mà đây không phải anh em ơi. Đây tàu của ông Tấn Anh, tàu cá lưới quay đêm luôn nha anh em. Tàu của người lệnh 67 đóng năm 2017 đó. Mình quay luôn cái cửa biển Phú Lạc cho anh em xem là cái công trình mà đắp cửa rất là kiên cố. Cửa biển Phú Lạc đợt này là làm rất là quy mô nha anh em, làm phục vụ cho ghe tàu địa phương và ghe tàu các cái vùng vãng lai tới ra vào cái dòng cửa Phú Lạc là yên tâm luôn. Mình đi rất là nhiều cửa biển mà thấy cửa biển Phú Lạc rất là tốt. Cảng biển thì rất là gần cửa, cái dòng nước nó lên xuống liên tục cho nên là cảng biển rất là sạch nha anh em. Ôi trời ơi, có ông nội lưới rút ngày nào đây mà ghe vô lưới không mà khẩm mềm luôn rồi trời. Ông này trời im cỡ đây mà ông khẩm cỡ đây, trời lượng sao ông đi biển chổi dữ. Trời rất là láng luôn anh em, không có một chút tí gợn nè luôn mà ông chạy nước mà muốn lên tới con viền đen luôn. Này mà có vài con hợp chắc lũi luôn á. Gơ quá, liều quá.
quay mấy tàu cá lưới rút mở biển cho anh em xem.